Nghĩ kỹ chưa Lâm? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Sao không nuốt tải về ta? Chứ cái gì trong đây mà không có nuốt tải về ta? Rồi nhìn thử coi. Cơ bản cái layout nhìn ok nha. Bạn muốn trở thành ai? Trong đây không có nói. Được chưa? CV này không nói về mục tiêu của bạn muốn là gì. Bạn muốn là trở thành người đi thực tập về lĩnh vực nào bạn không nói. Software Engineering nó chỉ là cái ngành học của bạn, chứ nó không phải là cái vị trí bạn muốn trở thành. Hiểu được chưa? Như vậy nếu mà muốn thành fresher nó sẽ khác internship nha. Nếu mà ghi chữ fresher là mày phỏng vấn như một người đi làm, thực sự phỏng vấn khó hơn. Còn nếu internship là thực tập thì phỏng vấn sẽ theo kiểu thực tập, tức là chấp nhận rằng mày còn nhiều thiếu sót. Làm lên đây chưa? Cho nên cái cách này của mày là ghi chỗ này không được. Mày muốn thực tập vị trí nào mày phải nói vào. Ví dụ như là Java backend hay là C# backend hay là full stack. Java full stack hay là C# full stack. Internship ghi câu đó vào chứ không ghi chữ software engineering ở đây. Nghe chưa? Rồi. Bức ảnh này không phải là ảnh của mày đúng không? Không nhận ra. Thật sự là lừa đảo. Chụp gương mặt của mình quay mặt lại, nắm được chưa? Chụp cái gương mặt của mình, cái nửa mặt mình nó quay lại, chứ còn chụp nghiêng thế này thì không biết là bạn, nắm được không? Mày không tự tin về sắc đẹp của mày thì ta sẽ không chơi với mày, bởi vì con người mà không tự tin. Cho nên đưa cái gương mặt của mình chụp nửa người, mặt nó quay lại nha. Mày được quyền bên dàn piano cái thứ gì đó, nhưng mà rõ ràng là mày cái dàn này hay dàn organ, nhưng mà cái mặt mày có quyền quay lại được mà. Đi cô. Không, khác. Mày còn đâu có phải nộp vào FPT nữa, mày nộp chỗ khác nữa. Fresher khác intern. Nha. Mày nên cho nói rõ chữ intern. Được chưa? Cái fresher bản chất là theo như nào đó nó là sẽ gọi là đi làm rồi, còn đi thực tập nó khác. Fresher là người lính mới, rookie cũng vậy, nhiều chữ. Và mày đâu có phải chỉ làm riêng cái CV này cho F-shop, mà còn làm nhiều chỗ khác mà. Nó phải ghi chữ thực tập vào. Nghe chưa? Rồi y cả ghi cả cái email của trường vào để biết mày đang là sinh viên. Hotmail của y trường, email trường đâu? Sao tao biết mày là sinh viên hay không? Mày đang nhận thực tập mà. Nhận thực tập phải dưới dạng là sinh viên. Còn nếu mày dưới dạng là đi full time luôn rồi thì mày sẽ ghi email cá nhân đâu ai cấm. Cái này cũng giống như để mà biết rằng cái app của mình nhiều khi chỉ yêu cầu là chỉ đảm bảo dùng cho sinh viên của trường thì phải login bằng Gmail của trường chẳng hạn. Gmail khác đéo quan tâm chẳng hạn. Kịp chưa? Số điện thoại này của mày ghi kiểu cái mã vùng mã kiểu này tao thấy nó lạ quá. Mày tách cái mã số điện thoại nó lạ quá. Phải không? Có tách vậy không? Cộng 84 thì nó bỏ số 0 đi trước.
Còn số 0 đi thì cộng 84, bây giờ mình không dùng cộng 84 thì nó phải là 0 năm mấy chứ. Không hẳn, không hẳn. Cái mày đâu đâu cắt theo kiểu đó. Cái này của mày là số nào? 05. Mày nói chung mày cắt thế nào, nhưng tao nhìn thấy mạng mà mạng 05 tao thấy kỳ quá, nó phải 05 mấy chứ. Mày đang chơi Việt Nam mà. Mày đang chơi Việt Nam mà. Ý tao mới nói là 05 mấy, thường là 05 mấy chứ. Thôi tùy mày, kệ mày. Nha, mà cắt cái này thì nó lạ quá. Tao thấy nó hơi lạ. Tiếp theo. Rồi, để mạng sơ vào, không có gì sai cả nha. Cái này gọi là website thì tao cũng không nghĩ được cái này gọi là website. Cái này gọi là GitHub thôi. Hay là LinkedIn thì nó mới đúng nghĩa. Rồi, cái chỗ cái này không có cho profile cái gì cả. Cả cái này gọi là profile của mày rồi. Cái này không gọi là profile. Không có hello hay lớp mẹ gì cả. Hầu hết trong đây không có một đại từ danh xưng là tôi. Không có luôn. Cái chỗ này mày sẽ ghi thay chữ profile cho tao bằng chữ objective. Cuộc đời mày muốn trở thành cái mẹ gì. Còn khi nào hello hay I am Quốc Lâm cái gì đó, thì cái này nó sẽ phải là ở phần trong cái lá thư ứng tuyển, người ta gọi là cover letter. Thì trong đây không có danh xưng nha, thường sẽ quy ước là không có danh xưng. Nên cái câu chỗ này nó không bằng ý nghĩa. Cái này nó bao hàm vừa sở thích vừa năng lực của mình, và mày không thể gộp đây được. Cái phần nó sẽ thể hiện ở dưới đây, được chưa? Nên chỗ này nên là mục tiêu của mày muốn làm gì, front end hay back end hay là UI designer hay cái gì đó. Objective become paragraph in gì đó chẳng hạn. Thế thôi, một câu ngắn. Ok chưa? Cho nên hoặc là mày muốn tìm về một cái vị trí thực tập cho BA hay UI design. Thế thôi. Còn ví dụ cái câu mà mày rất giỏi về user interface hay cái gì này nọ thì nó là nằm cái chỗ skill. Thì mày sẽ không nên ghi như thế này. Đó, front end của mày hay là về user interface design thì mày phải ghi là strong, rất mạnh về. Nắm được không? Hay interest in, tức là thích thú về, hay là eager in, hay là đại loại về những cái từ nó sẽ nằm ở cái chỗ scale này. Bởi vì trong cái profile của mình nó phải phản ánh điều đó, chứ không ghi một cái câu tóm tắt này nha. Còn trừ vì mày vẫn có quyền ghi là một câu là cái điểm nhấn cho mày là rất mạnh về cái gì đó và muốn tìm kiếm một vị trí thực tập về cái gì đó. Chứ còn mày không ghi mình muốn cái gì cả, mày chỉ nói điểm mạnh của mày, mày chả nói là mày muốn cái mẹ gì thì chứ nó không được. Kịp chưa? Nên lời đề nghị chỗ này là nếu thay bằng chữ này bằng chữ objective, mục tiêu nghề nghiệp. Đấy. Hay là career path là mục tiêu nghề nghiệp đấy. Bỏ cái câu này đi. Bỏ cái câu này đi. Nhá, mình thay bằng cái câu là tìm kiếm một vị trí thực tập hay là muốn trở thành một cái gì đó trong tương lai gần. Thì cái đó gọi là mục tiêu nghề nghiệp. CV để nói về mục tiêu nghề nghiệp. Còn những cái câu này nó sẽ nằm ở trên cái mail nộp cho công ty, đính kèm cái này vào. Trong đó mình nhấn những yếu tố gì, người ta gọi là cái cover letter. Lúc đó được quyền kể lể. Kể lể nó không nằm trong cái này mà nó nằm ở trên cái mail kia cơ. Email. Ok. Education. GPA rồi. Thì mày ghi cái chỗ này là section mấy đó. Mày đang ghi, mày đang học ở kỳ mấy luôn. Education mày ghi cho tao là học kỳ mấy. Học kỳ 5 trên 9. Semester 5 trên 9 nha. Đó thì cái điểm trung bình này thì ok. Nhưng mà ghi thêm học kỳ 5 trên 9 để người ta biết rằng mình còn có 3 học kỳ nữa thôi. Nhưng mà mục tiêu cái số 5 trên 9 nó rất quan trọng để giúp cho tao muốn nhà tuyển dụng sẽ hỏi, tò mò hỏi 5 trên 9 là cái gì. Tao muốn nhà tuyển dụng phải hỏi câu đó. Để mày có thời gian mày giải thích. 5 trên 9 của trường mình nó có một cái ưu điểm đặc biệt hơn so với các trường khác. Vừa có ưu vừa có nhược. Ưu điểm là nhược điểm trước.
Tức là có một cái lợi bất lợi so với các bạn sinh viên trường khác khi được lập. Đó là mình còn non, so mình học giữa chặng. So với các sinh viên của các trường khác thì thường các trường khác là thực tập vào kỳ cuối. Cho nên khi người ta học kỳ cuối thì người ta dày về mặt kiến thức hơn so với mình. Cho nên ưu điểm của các trường khác so với trường mình là họ có nhiều kiến thức hơn nếu đi đối chọi với thực tập. Nhưng nó có một nhược điểm của các trường kia là mày thực tập ở kỳ cuối, nếu mày biết rằng nó không phù hợp hay là mình cần có kỹ năng cần điều chỉnh, mày không còn cơ hội. Đã trường lỗi rồi. Còn trường mình thì ngược lại, thực tập sớm, ưu điểm, nói trước, khi đi thực tập được va chạm trong môi trường doanh nghiệp về, biết cách điều chỉnh hành vi. Có đến 3 thời gian, 3 học kỳ để điều chỉnh hành vi, cho nên phân tích cho người ta thấy. Thực sự trường mình hay chỗ đó. Nhưng mà vì mình sẽ non hơn người ta do mình ra đi thực tập sớm, cho nên trường mình đã điện độ lại cái curriculum, tức là độ lại cái tiến trình học tập. Là đến học kỳ 5 mày học hết quy trình làm phần mềm rồi. Mặc dù chưa sâu hết, nhưng học hết mẻ rồi. Mới ngẫm lại từ OOP, từ database, từ design web, từ môn là kỹ thuật phần mềm, tức là quy trình làm phần mềm, tức là môn SWE. Rồi kiểm thử phần mềm, rồi software requirement cũng đang học. Rồi vẫn hoàn thiện mini project, vẫn hoàn thiện môn Java web. Nói chung tùm lum mọi kiến thức, nó gom hết vào trong 5 kỳ. Tức là về cơ bản, có thể không bằng những bạn của kỳ 9, theo nghĩa là về mặt độ dài, về mặt thời gian trải nghiệm. Nhưng mà về mặt lượng các môn học, trải nghiệm gần đủ rồi. Cho nên vẫn đủ sức để đi thực tập. Cho nên cái lợi điểm của mình so với trường khác là mình đã học hết quy trình, không cần chờ đến vòng cuối. Đó, đấy là lợi điểm. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ biết cách để điều chỉnh. Vì chúng ta luôn luôn làm việc với áp lực liên tục, 1 năm đến 3 học kỳ là. Khác các trường khác nha. Trường mình là 1 năm ra học kỳ đều nhau, còn trường khác là học kỳ hè thường nó gọi là vui, trả nợ gì đó thôi. Cho nên đây là những điều mà tao muốn chúng mày phải nói được với nhà tuyển dụng. Nắm được đến đây chưa? Cho nên ghi câu semester 5 trên 9 vào đây. Đó thì mới mạnh tay. Rồi, liên quan đến cái việc front end, back end. Thì ghi những cái này, mình nên có ghi thêm cái số tháng kinh nghiệm hay cái mức độ am hiểu thì nó tốt hơn, cái skill nha. Thì tốt hơn. Đó, ví dụ như khi mày đã ghi chữ Java Core là mày khỏi cần chữ OOP rồi. Đó, thì back end Java web thì mình sẽ ghi câu cũng được hay ghi JSP service. Ok. Tạm như đó. Rồi, tiếng Anh tiếp theo. Còn cái skill này với skill này là sao? Thế thì chỗ này mày phải ghi mở ngoặc cái chữ continue, C-O-N-T chấm. Cho nên nhất quán. Cái này thì gộp lại thành Microsoft Office được rồi. Excel hay Excel? Nói chung gọi là Office thôi được rồi, phần mềm văn phòng. Ghi gộp đi, đâu cần phải đẩy, cái này chứ còn chỗ để đẩy mà. Mày đẩy cái này rồi, back end và phần mềm văn phòng. Hay là nếu mày còn quả thêm cái này thì ok thì để. Cái liên quan đến digital mấy cái vương mấy cái media. Cái này không gọi là soft skill được, multimedia cái này không được, cái này nó nằm trên đây rồi. Này đâu phải soft skill, kỹ năng cứng mẻ luôn rồi, soft skill cái gì? Cái này nè. Tự nhiên chỗ này có dấu chấm. Thấy chưa? Cái này đẩy lên phía trên là kỹ năng truyền thông đa phương tiện thì mới ghi trên truyền thông đa phương tiện và bây giờ xài After Effects và Photoshop. Thì nó của kỹ năng truyền thông đa phương tiện. Thì mày để lên trên đây. Multimedia. Cái thằng này tại sao ghi chữ hoa vậy? Tao quýnh mày bây giờ. After Effects. Effects có ghi chữ hoa không? Hay là không? Nó là tên thương hiệu mà. Thấy chưa? Ông điểm trừ cho cái việc làm về tên của cái phần mềm mà liên quan đến mà nó gọi là kiếm cơm của mày. Cái này được ghi gọi là phần mềm văn phòng thôi, gộp lại đi chứ cái này trên làm nhiều chi? Research. Ê, đừng dùng cái câu này có tiếng Anh không đúng đâu.
Câu này tao nghĩ là mình dùng tiếng Anh không có đúng. Tìm lại cái từ khác nhá. Tìm một cái từ khác đi. Tức là mình giỏi trong cái việc, mình sẽ dùng chữ giỏi trong cái việc tìm kiếm thông tin chẳng hạn, hay gì đó, mình dùng một cái từ nó hợp lý hơn nhá. Còn tư duy phản biện nữa chẳng hạn, hay critical thinking, hay là critical reading, đại loại vậy, đọc mà có phản biện. Những cái chữ này này đấy, chữ hoa thường viết lộn xộn đây này, này đấy, cho mày ăn đòn bây giờ. Và mỗi cái này viết, quý viết kiểu là những kỹ năng mình có thì nó mỗi cái là một dòng đi đẩy vào, thì mày còn chỗ trong đó ghi kiểu này là người ta không phân biệt là mày mạnh cái nào, nắm được chưa? Critical thinking mình có thể đặt thêm cái gọi là cái đo lường của mình là good hay ad hay gì đó, good hay là cái working in group, là kỹ năng tốt chẳng hạn, phối hợp. Mỗi cái này mày cho một cái dòng ngang cho tao đi, một cái bullet chứ tự nhiên ai chưa ghi này, chứ kể hoa thường thì chúng mày rất lộn xộn. Dấu chấm thích thì có chấm, không thích thôi. Ví dụ video editing thì không thể được dấu chấm ở đây được. Tốt nhất những cái mục này không nên có dấu chấm, vì nó là cái đề mục, nó không phải là cái câu hoàn chỉnh. Nên chỗ này này không có dấu chấm là hợp lý. Thì dưới này cũng vậy, phải tách nó ra. Rồi, tiếp tục. Khi mà ghi nha, work experience hay là project experience, tức là những cái liên quan đến cái việc dự án mình làm ấy, thì mình sẽ ghi theo thứ tự đảo ngược về mặt thời gian. Tức là thằng nào mà gần nhất thì mình sẽ ghi lên trước, thằng nào xa để sau. Vậy thằng nào đang hiện hành thì để ngay đây. Tức là thằng nào mình làm gần nhất nha thì mình phải ghi lên trước cùng. Như vậy cái này là gì? Cái này mày làm cái gì, gì vị trí gì đây? Cậu giáo viên cho cái gì? Câu lạc bộ à, phòng công tác sinh viên đấy, đúng không? Cái vị trí của mày là cái gì? Đấy, cộng tác viên này thì bình thường mày sẽ làm cái gì? Mày ghi vào thì người ta mới biết được. Cái vị trí position hay là cái responsibility, trách nhiệm của mày trong cái cộng tác viên này là gì? Mày phải ghi cái chức danh, ví dụ như là edit video hay copywriter hay là viết bài quảng bá đó, thì cái trò đó mình phải ghi vào người ta mới biết được, chứ không nhiều khi chỉ là cái chân đi bưng bê dọn dẹp đồ đấy cũng vẫn được chứ không có gì sai cả nha. Nó gọi là những cái việc phụ đó, thì mình phải ghi vào cái vị trí mình làm. Cái này đưa lên chính này, những cái đề mục này nếu mà nhìn với góc độ, nếu về mặt bullet thì mày design thế này là chưa được. Cái hình chấm tròn về mặt logic nó to hơn gạch ngang, có hiểu không? À, nó to hơn, nó to hơn về mặt chức vụ ấy. Bullet 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 trước rồi bắt đầu mới bên trong có cái gạch ngang nhỏ hơn, mày có hiểu không? Mày đang cho cái thằng này là cái thằng con bé về mặt cấp vụ, cấp bậc thì lại lên trước cái thằng mà to, kịp chưa? Không có with apply, nó chỉ liệt kê thôi, liệt kê thôi, liệt kê liệt kê liệt kê. Ví dụ như an project MVC2 đó, architecture đại loại vậy. Còn cái câu này lẽ là phải đưa lên đầu này, thưa bố, cái đây là website, cái này ghi theo tiếng Anh lại này, FPT Event Management System, bỏ chữ website đi. Còn bên trong mô tả nó a web app to manage all student affairs activities. Mà có hiểu tao nói không? Cho nên bản thân cái dòng này nghĩa là gì? À, em làm một cái app mà liên quan đến việc quản lý event tại đại học FPT. Ok, rồi vậy thì web đó làm gì? Quản lý tất cả các hoạt động về sự kiện. Bao giờ phải đọc câu đó trước đã, rồi công nghệ áp dụng là gì? Hiểu tao nói chưa? Phải viết như vậy, chứ còn viết đảo ngược thứ tự là không có được, không có bao giờ thích nhau được chi trước. Cái gáp này làm, app này làm cái mẹ gì đã, người ta phải quan niệm à công nghệ bắt đầu dùng nó là gì, cho nên mình viết ngược thứ tự rồi. Rồi còn project management cái này không đúng, đây là tên môn cái gì hay là cái gì vậy?
nhiên cái đi chữ project management đây không ai biết là cái mẹ gì cả. Thằng cha nào dạy mày những cái chữ đó rồi? Thằng cha nào dạy chữ đó rồi? Tự nhiên bây giờ nó hỏi là cái gì? Tao còn nhớ tao ghi ở cái bảng bên phải nữa cơ, ở cái phòng ở trên lầu 4 này nữa cơ. Cô gái có nhớ không mày? Cái lúc mà ngoại chuyện phân tích các khái niệm á, cái đấy đéo ghi ở đây. Đây là cái tựa đề của cái dự án của mày thôi, còn chức vụ mày hay gì đó mày phải ghi trong đây chứ. Mày không ghi được project manager ở đây là nếu có, mày chưa được làm cái đó. Leader trong project của môn học thì ghi leader thôi. PM cái đéo gì? Chữ PM nó sẽ phải lớn lao hơn ở ngoài đời. Mày không được dùng chữ PM trong quá trình học vì mình chưa làm. Group leader hay là leader, project leader. Nhưng mà không được để đây. Đây chỉ là tên của cái dự án thôi. Ngày giờ, ngày tháng năm và vấn đề nó thuộc trong bối cảnh môn học nào. Ghi tên môn ở đây. Và dưới này bắt đầu mới thông tin là position, technology và mô tả. Nhưng mô tả phải đưa lên trước. Hiểu đến đây chưa? Đó, cái này là liên quan đến cái điểm trung bình đúng không? Giải thưởng là liên quan đến điểm trung bình đúng không? Liên quan đến điểm trung bình thì mở ngoặc GPA mấy vào. Cái bằng nó có đợt, từng đợt đấy. Thì ghi vào. Đó, cái này, brother and sister. Mày phải mở ngoặc ra đây, cái giải thưởng này là cái giải thưởng của những sinh viên hỗ trợ cho các đàn em. Nắm được không? Cái áo này của tao đó là dạng đó. Hiểu chưa mày? Áo này áo đời trước đúng không? Cái thường đau quá. Còn bây giờ nó chia theo nhà đúng không? Giờ nó chia theo nhà. Thì cái này mày phải ghi brother, sister là cái mẹ gì chứ sao ai biết? Đây cái giải thưởng này, cái này có tên giải thưởng theo học kỳ, mình ghi cái có giải thưởng theo học kỳ sinh viên xuất sắc. Được chưa? Đó. Tất cả những cái này đều không có bằng chứng. Bằng chứng đâu? Đưa lên GitHub. Chỗ này không có bằng chứng. Đưa lên GitHub. Em đang làm thì từ từ đang làm, nhưng phải có chỗ GitHub để người ta xem chứ. Và GitHub tôi đã dạy cách trang trí thế nào biết rồi. Rồi, interest. Interest cái này thì mày ghi kiểu này thì nó không đủ tốt. English native speaker. Mà nói cái này có nghĩa tiếng Anh mày ngon đúng không? Là có IELTS 7 đúng không? IELTS 8 đúng không? Đủ má ghi câu này là có nghĩa mày nói như người nước ngoài. IELTS mấy thì đưa vào, IELTS hoặc là TOEIC bao nhiêu đưa vào. Chưa thi thì đưa tương đương vào. Đúng má ghi câu này là mày coi nghĩa là mày. Mày ghi cái này là mày ngon hơn cả giảng viên ở đây luôn. Giảng viên mà giảng viên dạy tiếng Anh ấy. Bởi vì mình nói như ngôn ngữ người bản xứ thì đúng má ghi chữ này. Tất nhiên nếu mày ngon mày được quyền ghi cái này. Và cái này người ta sẽ phỏng vấn mày bằng hoàn toàn tiếng Anh full luôn. Bởi vì nhìn cái thằng ghi native speaker đéo nói gì cả. Tiếng Anh full lên phỏng vấn rồi. Cái đéo mẹ mày nói ngôn ngữ của người bản xứ nè. Ghi câu trình độ tiếng Anh vào là IELTS mấy, tương đương, nếu chưa thi, ghi dấu ngã vào. Đúng mà cái chuyện này, cái chuyện không được thì con bỏ hay không bỏ. Nếu mày tự tin thì mày nói như người nước ngoài thì ok. À, đéo mẹ nó ghi nó phải biết cái chữ nào là chữ nào chứ mày. Còn cái những cái chữ này thì ở đây thì chả có gì phản đối nha. Nhưng mà riêng cho cái music ấy, thì tao không thích ghi cái chữ music này là bởi vì lý do music thì thằng mẹ là chả thích nghe nhạc. Ví dụ mày thích rap chẳng hạn, rock hay là K-pop thì mày ghi vào thì nó tốt hơn chữ music. Những cái này chả thấy cái sở thích nào liên quan lập trình nhỉ? Thì ngoài chứ, sở thích của mình biến thái là sở thích duy nhất của mình là lập trình thôi chẳng hạn. Tất nhiên mình ghi cái này không ai cấm. Những cái này thì nó cũng không nói được nhiều điều. Thường ngay cả cái interest này thì thường thường mình bỏ cũng được. Để cũng chả sao.
Nó mang tính chất là cũng không có điểm gì đặc biệt, trừ khi điểm nào đặc biệt cơ. Ví dụ mày đặc biệt là mày thích rap chẳng hạn thì có thể ghi, chứ còn ghi music thì nó không hay. Có thể để cũng được mà không để cũng chả sao, nó vô thưởng vô phạt lắm. Nhưng riêng cho tiếng Anh này và tiếng Nhật thì phải ghi rõ cái chứng chỉ mình tương đương. Mình chưa thi nhưng mà phải ghi tương đương, mình tự đo. Nếu chúng mày nói tiếng tốt thì chúng mày đo khoảng cỡ 6.5 đến 7 chấm. Chúng mày đo được. Tốt đấy, nếu tốt thì là 6.5 7 chấm. Rồi, nói chung là chưa đạt. Layout thì ok. Layout ok, những điều tao vừa góp ý là sửa lại đi đã. Nghe chưa? Dùng toàn câu đơn. Đó, rồi chỗ này là ghi phải tách mục ra. Rồi, chỗ này khoe nghèo nàn quá, mới chỉ có nhiêu đây. Còn môn nào khác nữa để khoe vào? Còn cái project nào để khoe vào? Ví dụ cái project. Cái gì? Đấy là cái kỹ năng CI. Và nếu project mày nhúng điều đó vào trong luôn, mày nhúng mày đưa lên trên 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 GitHub thì mày đưa vào là CI đi vào đấy, integration vào. Và bên trên này cái chỗ backend cái skill này ngoài ra mày phải ghi thêm cái skill liên quan đến công nghiệp. Tức là mày có skill về ví dụ như là mày đã biết basic về CI. Tức là cái phần đó là có phần gọi là nó gọi là cái software development. Backend này, frontend này, software development process hay là SDLC hay là về quản lý dự án nói chung, thì trong đó bao gồm mày biết về Agile, về Scrum mày đã nghe rồi, cộng với unit test, cộng với CI. Còn phần đó nếu không thì mày phải đưa vào trong cái công nghệ đấy. Nắm được chưa? Nhưng mà trong cái dự án của mày mày phải khoe điều đó, mày phải nhúng vào thì mày mới được khoe. Mấy cái hàm DAO, DTO mày dùng JUnit đưa vào là xong. Tích hợp CI vào cho nó màu xanh. Rồi, coi như xong. Được chưa? Chỉnh lại. Layout màu sắc rồi ok. Thì bị gọi là thông tin cần phải điều chỉnh lại nha. Rồi, người thứ hai. Hải Huy. Anh chụp cái ghế này đâu vậy? Cái hình này anh chụp ở đâu vậy? Hải Huy cô nào? Anh chụp ở đâu? Cái hình này mày chụp ở đâu? Background không đẹp. Nhà anh đẹp tôi không nói, mình phải kiếm cái góc nó đẹp. Có thể lấy cái chậu kiểng cái vườn lan của má. Thế ok. Hiểu tao nói không? Gương mặt mày đẹp trai rồi đấy. Nhưng background này vậy cho nó khác tí. Ví dụ mày chụp trên cái trần sân thượng mà nhìn buổi trời chiều hồ, bình minh hoàng hôn thì cho nó sáng cái gương mặt mày lên. Tự nhiên cái này là cái phía sau nó bị dở cho mình. Thà như thằng kia nhà nó khoe điều kiện có cây đàn dương cầm hay gì đó thì ok. Nắm được không? Tức là nó phải có background có ý nghĩa chứ đừng để những cái này nó gây mình loãng. Nhà mình đẹp có cái góc nhìn chắc chắn có góc nhìn đẹp. Lấy góc đá vào, đưa vào. Nắm được chưa? Còn nếu không lên sân thượng. Rồi, đấy chúng mày muốn dùng fresher là câu chuyện khác nha, tao nói trước. Còn mày intern nó phỏng vấn kiểu khác. Đây. Cái chỗ này. Số điện thoại di động không bao giờ viết liền. Ra ngoài cây ngoài đường phố xem có phải đúng số điện thoại di động nó có dấu cách không, hoặc dấu chấm không. Đọc thế nào thuận tai chúng mày thì mày làm. Mày có quyền. Nhưng mà thường nó sẽ là 09 0939. Tức là nó một cụm từ thường nếu viết theo kiểu tiếng Việt hoàn toàn ngoài đường phố là 0939 là một dấu chấm rồi. Phần còn lại mày tách theo cụm 2 3 tùy mày. Được chưa mèo? Thì mày đâu cần phải ghi chữ hoa hết mày để mới chứng minh mày là chuẩn man đâu. Ghi chữ mèo thường thôi được rồi, chữ ALE chữ viết theo thường thôi. Chữ M hoa đủ rồi. Thứ nhất, nhìn kỹ lại, mày ghi CV bằng tiếng Việt là không được. Rớt từ vòng gửi xe. Phải sửa slide bằng CV bằng tiếng Anh. Nghe chưa? Đấy, phường 9 ở quận 5 trong district 5, mày ghi kiểu đó là cho mày ăn đòn. Ừ, người ta đánh giá là mày cẩu thả và lười, người ta cho mày ăn đòn đấy.
Hay số nhà nó phải copy từ Google hả? Ừ mày hay đấy. Bây giờ mày không biết số nhà đúng không? Mỗi lần về cái phải gọi điện má ơi con về nhà nào đúng không? Cho mày ăn đòn bây giờ. Đường phố thì mình bỏ dấu tiếng Việt đi. Bởi vì dưới này này dùng tiếng Việt đây này. Nha, không dùng tiếng Việt cho tất cả mọi thứ thông qua liên quan đến 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 dữ liệu. Nguyễn Chí Thành ví dụ như 51 Nguyễn Chí Thành là ok. Anh Nguyễn Chí Thành Street đó. District à, cái này là world đó. Ok. GitHub chữ hờ hoa. Thương hiệu nhà người ta. Có đúng không? Thương hiệu nhà người ta. Cái này không ghi location mà ghi address chứ ai ghi location. Bính mày bây giờ. Địa chỉ nhà. Toàn bộ cái phần này mày để thông tin nó dày quá. Cách cách thưa ra một chút các dòng ấy, thưa một chút xíu. Nha. Rồi. Technical skill. Nếu mày muốn nhấn ngay cái này. Đúng rồi, ghi cái này là ghi cái này nó không có đo lường được. Ví dụ mày JavaScript mày ghi đo lường bằng cách 5 dự án hay là 6 tháng cũng được. Tức là ghi câu đó vào thì nó sẽ tốt hơn. So với việc mình ghi chung chung câu này. Đo bằng một cái giống như là đừng có mơ hồ, cái matrix có độ đo tao đã từng nói. Đo bằng số tháng, ít tháng nhiều tháng không quan trọng hay là năm project mình mở ngoặc ra. Nhưng mà thường cái này mình sẽ nhấn nó thông qua cái dự án cơ thì tốt hơn. Rồi cái để tạm thời để này đây. Education. Đấy, không được ghi học FPT tiếng Việt là ăn đòn. Tất cả tiếng Anh cái này mày làm được. Ủa vậy mày tính học đến tháng 6 rồi mày bỏ học à? Present hoặc cái now. Nắm được chưa? Rồi học kỳ mấy, ghi vào đây ra sổ đứng lên cái dưới nét sổ đứng học kỳ mấy ở điểm trung bình nếu có. Nếu có, đó thì ghi vào để điểm trung bình chỉ được ghi khi 7 trở lên. Còn dưới 7 đừng có ghi vào, xấu hổ lắm. Điểm 7 mới gọi là điểm tốt để khoe, từ 7 trở lên. Vì điểm 7 nó là điểm khá. Còn đứa nào dưới 7 thì nó sẽ bị ghi chữ trung bình khá. Nên tao dặn trước một điều là phải xem lại cái điểm trung bình cho đến thời điểm này của mình là bao nhiêu, điểm tích lũy á, GPA, trường nó có công thức đấy nha. Để nếu điểm mình kém thì về nhà bắt đầu từ kỳ này trở đi mình phải nâng. Vì bằng tốt nghiệp nó sẽ ghi cái hạng, cái rank chúng mày trên bằng. Nó nghiêm túc luôn. Đã từng nói rồi đầu kỳ rồi. Cho nên nếu điểm chúng mày ví dụ như 6.8 thôi thì trong bằng tốt nghiệp nó sẽ ghi câu là trung bình gạch ngang khá. Nó có chữ trung bình in trước và chữ khá in sau. Nhưng từ 7 chúng mày đổi vận, đổi rank 7.0 trở lên cho đến cận 8, 7.0 đến 7.99999 nó ghi là hạng khá. Còn từ 8 đến hạng 9 nó ghi là giỏi, trên nữa là xuất sắc. Cho nên thằng nào mà dưới 7 thì có nghĩa là bằng của mày là trung bình khá. Và tao tin rằng mình không muốn nhìn chữ trung bình trong bằng đâu. Tất nhiên không ai cấm chúng mày muốn nhìn nếu chúng mày muốn. Và điều đó nó cũng đéo ảnh hưởng đến việc lương đúng không? Trung bình hay không thì mình không ảnh hưởng lương nhưng rõ ràng tầm được tấm bằng nhìn. Đéo ưa được. Và phải sửa. Nghe chưa? Vậy mình chỉ khoe cái điểm trung bình của mình là từ 7 trở lên thì mới nên khoe. Còn nếu thử thì cứ khoe đi, chả ai cấm. Ok. Rồi, các project mình làm. Tên project này là gì? Không biết. Tên cả cái tên nó dài như vậy hả? Không, cái tên thương hiệu của mày á. Giống hôm bữa là cái bài chúng mày làm cho cái bài thuyết trình như vậy. À, thì nó phải là cái tên gì đó, Việt Share cái gì đó, Vi Share gì đó. Vi Share rồi gạch ngang Content Sharing Platform. Nắm được không? Nó có tên thương hiệu đưa vào. Rồi chữ ongoing, ok. Chữ 3 tháng, tại sao 3 tháng? Số không thiếu chữ SC. Dư dấu cách chữ số 3. July, chữ J không viết chữ hoa. May không viết chữ hoa. Thấy chưa?
Cho nên mình sẽ không ghi ở đây, mình sẽ ghi ở ngay trên, nó giống như ghi lên đoạn này nè. Thì mày phải đưa vào đoạn trên này, sổ đứng ra, tiết kiệm được cái dòng decryption. Cái B cái này ngang lên đây là từ ngày nào đến ngày nào, từ tháng 4 thôi cho đến tháng 7 chẳng hạn, mình ghi câu đó. Decryption đâu, dự án này làm cái gì, đặc biệt cho thưa thầy cái tên nó đã nói không đủ. A platform to upload and share multiple kind of documents, PDF, docx or video, được chưa? Đó, mình ghi cái câu đó thì người ta mới hiểu được. Cho nên decryption nghĩa là dự án này làm cái con mẹ gì. Còn ở dưới này là text, cái feature này, cái feature này bỏ hết cái câu này đi. Thay bằng a web app for sharing documents, được chưa? The main feature are upload, sharing cái gì đó, document with the multiple formats. Hình dung chưa? Mình ghi công ngắn gọn trên một dòng thôi, hoặc hai dòng là cùng. Rồi, technical. Đúng chuẩn mình phải ghi là front end technical, chứ đâu có ghi technical front end, đúng không? Tính từ của tiếng Anh đâu đưa vào, cho nó đúng. Bài này không nên tao tên mình mà có mình tách hai dòng. Như vậy nếu mày làm front end thì back end đâu? Dự án này có mày làm back end không? Ừ? Vì dự án này là dự án chung, cho nên mày sẽ ghi là front end là gì, back end là gì, và cái position của mày là front end designer hay front end developer. Hiểu tao nói không? Vì đây là thành quả của nhóm, cho nên mày chỉ ghi cái title của mày vào, nhưng mình phải ghi các công nghệ áp dụng cho cả dự án này là gồm tất cả, kể cả front end lẫn back end. Chứ nếu không người ta hiểu rằng mày kép cái dự án này mới chỉ là front end design, giống như Figma vậy, chơi vậy thôi đó, không đủ. Mày giờ hiểu chưa? Khi mày đã chơi front end developer có nghĩa là có một thằng mẹ nào làm back end rồi. Như vậy về mặt tổng thể phải ghi cả dự án, trong đó position mày được đảm nhận là front end developer. Hiểu tao nói chưa? Như vậy có thêm cái position vào. Rồi, source code project mày không cần ghi như vậy. GitHub 2 chấm. Rồi vào đây lấy code là đủ rồi. Kịp chưa? Anh bắt đầu hoa thường, bắt đầu nó viết lung tung này. Đấy, JavaScript này, đó. Bootstrap này, chữ B hoa của tao đâu? ICOS đâu? Cái chữ hoa của nó, cái tên thương hiệu ở đâu? Tự nhiên mày ngồi mày lúc hoa thường, lúc hoa lúc thường, tao cho mày ăn đòn bây giờ. Đúng chưa? Không đùa nha. Đừng nói tao kỹ nha. Tao nói cho chúng mày nghe, cái CV là cái mặt tiền của mình. Doanh nghiệp biết đéo mình là thằng nào. Người ta chỉ nhìn mình qua cái CV trước đã. Và đừng bao giờ quên một điều rằng là khi mình nộp đơn vào công ty đó, đâu có nghĩa chỉ có đợt của anh em mình, còn có các trường khác cạnh tranh nữa, còn cả các trường khác cùng một đợt. Cho nên nếu chúng mày tự hạ thấp cái nhân phẩm, cái CV của chúng mày xuống, người ta sẽ có cái option chọn những cái người có sự kỹ càng và cẩn thận. Chúng mình tự biết một điều rằng là sự tinh tế nó làm nên cái điều vĩ đại. iPhone, Samsung, ngay cả cái vỏ hộp nó cũng làm kỹ, chưa nói đến sản phẩm. Cho nên người ta chưa biết mày là ai thì người ta chỉ căn qua cái CV, mà người ta thấy là mình cẩu thả thì người ta để nó đã, từ từ ta xem cái CV nào đẹp ta tính tiếp. Cho nên cái cẩu thả của mình ngay trong cái không kỹ của mình ngay trong cái làm CV nó bộc lộ rằng tính cách sẽ không kỹ. Và mày không nói còn anh ấy sai, ta đéo quan tâm, ta chỉ nhìn thằng nào vậy có tại sao có thằng ấy làm kỹ được, nó chăm chút được thì ta chấp nhận thằng ấy trước đã, mình đéo cãi được, được chưa? Và tao tin rằng mai mốt chúng mày đi tuyển dụng người, chúng mày làm tuyển người vào nhóm, chúng mày cũng muốn chọn cái thằng nào cẩn thận mà, đúng không? Cho nên mình phải cẩn thận ngay từ những điều nhỏ này. Bây giờ mình còn cơ hội để mình sửa thông qua cái CV. Đó, cho nên hoa thường, in nghiêng in đậm, phải làm cho đúng. Mình có một cái project thôi thì nó hơi ít quá. Để không biết là mày muốn cái con mẹ gì, mày muốn làm vị trí gì, fresher cho cái gì. Cho front end designer, developer hay là back end hay là full stack, mày phải ghi vào. Và dưới đây nó phải thể hiện điều đó. Cho nên trong cái CV của chúng mày thì mới có một cái này nó nghèo. Như vậy cái project nào? Project của môn web 201 mà thời mình học design web trong Coursera, nó có làm cái project. Môn Java web có làm project. Môn C sharp có làm project. Đưa vào. Mình đưa có một cái thì nó nghèo quá. Người ta nói đến năm học kỳ chúng mày làm có mỗi cái project này thôi hả? Là tao hiểu chất lượng FPT dạy thế mẹ nó rồi. Đéo cãi được. Hiểu đến đây chưa? Những project của các môn khác đem vào
nó chưa hoàn hảo nhưng rõ ràng nó thể hiện cái năng lực của mình đưa vào, chứ không chỉ lấy môn NLP. NLP không đủ. Ủa còn bao nhiêu môn, bao nhiêu mày có những cái sở thích biến thái là ngoài giờ bình thường, ngoài giờ học mày làm cái project riêng của mày, cần đéo gì liên quan đến môn học, đưa project vào đây, gọi là hobby đó, trong cái free time đưa vào thì nó mới chứng minh năng lực. Cho nên bạn thích làm front end mà cuối cùng bạn chỉ có đúng một cái project để sau vào front end, điều đó có nghĩa không gọi là thích. Thằng kia bây giờ bao nhiêu kỹ năng edit video thế này đó, đâu mới nếu mày làm những dự án nào, mày còn những poster, mày còn những video đó, mày upload mày lên GitHub và mày khoe được đấy, đây thành quả của những dự án liên quan đến kỹ năng media, mày đâu có sao mà chứng minh được, nói thằng nào chả nói được, bằng chứng đâu, đưa lên GitHub, trừ những cái nào bí mật công nghệ hay là bí mật về mặt cam kết không đưa lên, nhưng tao tin vào vấn đề liên quan đến truyền thông nó public hết mẹ rồi, đưa được. Certificate online course, nhưng mà course online nhá, online course nhá, rồi Coursera nha. Ok, mày ghi chỗ này sổ đứng này, mày ghi sổ đứng với tao chỗ này Coursera để người ta nhận diện nhanh. Người ta nhìn dưới đây không biết gì sai nhưng nhận diện nhanh là Coursera, Coursera, Coursera. Đó, chỗ này thì ghi tốt, chọn riêng chỗ này thì ghi tốt nhá, nhưng mà online course nha. Certificate link đó. Thì tao tháo biết là nó vậy mới là đúng, hay link of certificate đúng không? Nó phải đảm bảo cái từ tiếng Anh chuẩn chứ. Những cái chữ này ghi nó cẩn thận về mặt nhá, về mặt công nghệ nha, câu câu chữ nha. Học kỳ nào gần nhất thì phải đảo lên. Học kỳ nào gần nhất phải đảo lên. Nắm được không? Cái này mày đảo sai thứ tự rồi, spring rồi summer. Cái gần nhất là fall 2021. Thì nó phải đứng lên đây trên cùng. Xếp thứ tự gần nhất. Tao muốn nhìn thành tích gần nhất thì tao đấu muốn ăn mày quá khứ. Có hiểu câu đó không? Nhìn CV là nhìn hoạt động gần nhất để biết là mày còn hoạt động không, hay ngày xưa mày là học sinh giỏi, giờ đéo còn giỏi nữa. Giỏi gần nhất đây này, mới đây nè. Đấy, mày bị bỏ mất một học kỳ đúng không? Spring 2021 là không có đúng không? À, spring 2022 là không có đúng không? Tao thấy hôm nay sinh viên đi lấy về rồi. Ủa hả? Ở đây hôm bữa phát rồi mà. Thế còn cái mới nhất thì chưa lấy à? Học hôm spring chưa có à? Lên đòi đi, bảo không có thì là em lấy mẹ thì em đưa vào. Thì nếu không có cái đó thì cái hình chụp hôm bữa lúc mày được giận khen mày đưa vào. Thì nó có cái học kỳ, tao tin là hình chụp có. Còn bằng mày nói sau. Ủa? Như vậy để nó liền mạch chứ không phải thằng con bắt đầu yêu đương vào một cái thì cuối cùng mẹ cái bất mẹ em học kỳ. Ở sinh 2022 cho nhớ bữa tế tôn vinh làm chưa? Không. Xong tao nhớ hôm bữa tao đi là kỳ spring 20 rồi chứ. Vậy hả? Ok, phải thực hiện vì chưa có thì coi như bỏ lửng, nhưng mà phải đảo lại thời gian lên cho tao. Và tách biệt hai cái ra, cố gắng cách một khoảng ra để cho người ta biết rằng là cái này liên quan đến học và liên quan đến bằng khen. Rồi, trong giang hồ người ta có một câu nói như sau: CV của các bạn nên có một trang, chỉ nên một trang. Nếu bạn là lính mới, tức là ít kinh nghiệm, chuyện đó không có gì sai. Nhưng nếu bạn là người từng đi làm bên ngoài rất nhiều việc thì có khả năng bạn vẫn được quyền đưa nhiều hơn một trang. Cho nên cái số lượng giới hạn một trang hay hai trang không phải là câu chuyện bắt buộc. Chúng mày phải nhớ rằng chúng mày khoe, mà tao thấy chúng mày khoe ít quá về góc độ dự án và các công nghệ bên trong, gần như khoe nó mỏng, không nói được điều gì cả. Cho nên cái phần này đẩy xuống dưới, đẩy cái project lên trên. Cái education là cái thường sẽ xuất hiện trước, rồi sau đó lên cái project để liên quan đến cái kỹ năng, nó phản ánh trực tiếp cái kỹ năng mà mình đang có. Ok chưa? Rồi cái khoảng trắng này là phải khoảng hở này phải sửa lại một chút. Cho nên về chữ nguyên lượng Lương Nguyễn Hải Huy có khi đẩy cái hình này lên đây. Đó. Thì có thể mình chia thêm cột nó ra.
thì đẩy một số cái này nó sang bên đây, thì khi đó tức là chia cột thì mình vẫn còn nhiều không gian để mình khoe thêm cái khác. Mình khoe hơi ít vì project mình khoe ít quá. Khoe project của mấy môn kỳ trước đi, đặc biệt môn Java Web có cái lab, nếu mình làm tương đối hoàn chỉnh mình khoe vào project, nắm được chưa? Môn này kỳ này môn C# hay Node.js nếu có project đang làm vẫn cứ khoe vào được. Với các công nghệ để người ta biết mình có sự đa dạng, không chỉ đơn giản là một dự án. Ok chưa? Rồi layout cũng được nha, layout này được, mình chọn layout đơn giản là ok. Đó thì mình vừa xong. Cái hình này thấy có vẻ gấu quá. Tùy mày. Tùy mày. Nắm được chưa? Mình nên chọn cái hình nào nó tất nhiên nó phản ánh mình hay hơn. Mày chơi anime, tao chơi mẹ hentai vào cho rồi. Không còn đứa nào nữa hả? Chỉ có hôm nay thôi. Giống như khuyến mãi là ngày 6 tháng 6 sập sàn. Chỉ có hôm nay thôi. Không còn ai nữa đúng không? Chết mẹ rồi, căng nè. Rồi, như vậy kết thúc phần review. Đây là phần tao tặng cho mày. Đây là phần khoe project đây. Khoe là sao? Ví dụ hồi nãy mày khoe cái dự án của mày làm cái con mẹ gì đó, cái v sharing hay là project của chúng mày là cái chó gì đây, tao đang ví dụ đây. Đây là cái mục project của chúng mày nè, tao sẽ viết như thế này: tên dự án, ví dụ Hotel Management System, môn SWP đấy hay môn C#. Đây là tên của dự án, có thể giống như cô gái kia thì sẽ thêm chữ, có thể thêm chữ mở ngoặc cũng được. Giả bộ vậy. Rồi tiếp theo đây là C# project, tức là hiểu rằng đây là môn, nắm được không? Hay C# project hay là cái tên môn của mình là SWP Course. Rồi học kỳ 5 trên 9. Mình nhấn cho người ta biết rằng em đang học lưng chừng, tao muốn người ta hỏi con số 5 trên 9 mà, để mình tự tin về năng lực. Đây, khởi động từ hồi nãy thằng cu kia nó ghi đang từ ngày nào nào, mình có thể ghi câu đến. Được chưa? Mình kết thúc cái là tháng mấy? Tháng 6 đúng không? Hay tháng 7? Như vậy mình có ghi là và mình ghi thêm chữ in progress có nghĩa đang làm, nắm được không? Và nếu mà mày xong rồi thì mày bỏ cái này đi. Rồi rip, thấy chưa, thấy tao cách viết chưa? Rip tức là mô tả ngắn gọn hay là description. Mày thấy tao có cái đề mục không, để mình biết là nó đang là có loại nào loại nào. Rip một .NET C# web app, hay là cái chỗ này là JSP hay React web app, hay là cái công nghệ mình dùng to manage. Đó, cái này không cần nói admin, không cần nói login, không cần cái mẹ gì cả, nói vậy kể sao cho hết. Thì chắc chắn app phải có login, phải có admin đi làm áo gì. Một app quản lý khách sạn thì mẹ kiếp thì phải quản lý việc book phòng rồi quản lý các dịch vụ đấy chứ, có cái chó gì đâu. Nói vậy thôi còn làm sao để quản lý bằng login, bằng phân quyền, cái mẹ nói ai chả biết. Tao vào cái app quản lý khách sạn để làm gì, để tao book phòng hết, chứ không phải quyền liệt kê rằng có login. Nắm được chưa? Phần đó là phần hỏi đáp, phần đó là ứng viên à, nhà ứng tuyển người ta sẽ hỏi mình, nhà tuyển dụng người ta sẽ hỏi mình đó. Cho nên cái app của chúng mày chỗ này là ví dụ như mà .NET app để quản lý cái phòng nha, được chưa? Thì chỗ này sẽ phải là quản lý manage doctor, manage patient, manage appointment, nhiêu đó đủ rồi, lịch hẹn hết, chỉ một dòng hoặc cùng lắm là hai dòng. Ok chưa? Đứa nào làm cái app Lost and Found trong môn Software Project SWP thì chỗ này là gì? A web app to manage all Lost and Found something
in the FPT campus. Được chưa? Đó, mình chỉ ghi câu đó thôi là đủ rồi. Không cần giải thích gồm login, gồm cái thứ này hỗ trợ cho sinh viên FPT, dẹp hết. Cái đó là cái phần tìm hiểu chi tiết mà. Rồi, technology đây, tao gộp này. Còn nếu thằng nào thích front end, back end và phần khác ghi vào, không ai cấm. Đây, tao ghi hết công nghệ đi kèm. Ví dụ như tao yêu cầu chúng mày là làm trong lớp SWP của tao, có yêu cầu là làm Scrum hay làm Jira, dùng Trello để trao đổi, mình ghi vào. Có Pay, PayPal, Integration, Unit Test, đây, cái môn mà software testing tao có ghi vào đây. TDD, Maven, REST API và GitHub. Đây, đây là những công nghệ mình đang dùng trong cái app của mình. Đưa báo, ngay đây nhìn lên, người ta thấy ngầu. Nhìn danh sách này, đủ một cái app mà sao chúng mày xài nhiều thế? Dạ thưa anh, em xài Visual Studio, .NET Entity Framework mà. Em xài cả SQL Server và Visual Studio. Em có xài Jira trong quá trình em làm mà. Em có xài Trello để em chat và em phân việc. Em có tích hợp phần thanh toán. Ủa, rồi em có làm phần unit test của môn software testing em đưa vào. Dự án em thay vì làm bằng Java em dùng Maven. Cái này ta đang gộp nhiều thứ vào để chúng mày biết cách ghi. Hiểu chưa? Rồi em có làm API mà. Em có dùng GitHub để em quản lý là VCS, Version Control System. À. Rồi, đây, URL, đây, tên của mày và Hotel Management. Readme, cái này đứa nào xem cái bài Git mới nhất, bài YouTube mới nhất của tôi cách đây 2-3 buổi của phần của software testing, ta chỉ cách trang trí GitHub cho đẹp. Đã chỉ rồi. Vào xem video đi. Đó, nó cho nó đẹp. Rồi, row. Đấy cái chỗ mà hai cái thằng kia đó nó không biết viết cái mẹ gì đây, row, hai man start của mày là leader hay là UI designer hay developer. Hiểu cách ghi thế này chưa? Nhìn nó đẹp chưa? Nó rõ ràng. Chụp màn hình lại nếu cần. Có lẽ cần phải tao nói chữ chụp nữa chúng nó mới chụp. Vãi chúng nó. Rồi, cái thứ hai. Đây là cái liên quan, tao tách dòng. Cái này liên quan đến cái môn. Chính là môn này hôm bữa chúng mày thuyết trình như hai cái nè. Đưa nó vào seminar. Để khoe. Nắm được chưa? Không phải lấy môn của tôi, lấy môn khác nếu bạn tự tin trong cái phần thuyết trình. Đưa cái nội dung thuyết trình, cái file PowerPoint lên GitHub. Nắm được chưa? Ví dụ như seminar on BA term. BA là Business Analyst. Ý tao muốn nói hay Software Requirement. Đấy, bối cảnh của môn học Software Requirement. Nếu không thì chúng mày lấy môn Software Testing mà thầy cô chúng mày yêu cầu làm. Bài thuyết trình nếu mà thấy chất lượng được, không mình phải sửa lại cho nó được. Đúng rồi. Ủa? Rõ ràng là mà khao kia nghe thầy cô chửi góp ý xong thì mình sửa lại được mà. Và mình lấy đó là kinh nghiệm mà sau này nếu bắt mình nói lại, mình nói dư sức vì mình đã từng thuyết trình. Thầy cô đã sửa cho mình rồi. Đấy. Ngày thuyết trình. Rồi, mô tả một cái bài thuyết trình về cái gì đó. Thế thôi. Kỹ thuật mình dùng. Ví dụ nếu môn software testing thầy cô yêu cầu là Selenium. Đưa vào. Các công nghệ đưa vào. Các tool mày đưa vào. Ok. Rồi. URL, đấy, đưa cái file docx ở trên đó lên. Cái sụp cốt lúc mình demo nó lên. Kịp chưa? Ủa sợ bố con thằng nào không dám đưa. Bắt đầu thấy dày chưa? CV mình bắt đầu có nhiều thứ hơn chưa? Rồi task của mình là gì? Mình design cái slide cộng với presenter cái phần nào? Ghi vào. Thì mày vấn đề mày thích cái nào và mày quyết định chọn cái nào để mày phô biệt được năng lực của mày. Hiểu không đã? Môn này mày có quyền đưa hoặc ngày mấy môn khác mày đưa vào, môn software testing. Rồi môn C# nếu mày đã từng thuyết trình. Ủa cái này được mày có quyền. Hiểu tao nói chưa? Và tự cân nhắc nên đưa cái gì vào. Thấy nó ổn thì đưa vào. Bài slide của mình rất tâm huyết chẳng hạn, tại sao mình không đưa cái bài đó vào? Ủa em khoe cái đó em được cái gì? Thứ nhất là chuyên môn. Thứ hai nữa là kỹ năng tổ chức thông tin và thuyết trình. Những điều đó mình khoe chứ. Chứ mày cứ tưởng là người ta chỉ phỏng vấn cốt thôi à? Cốt thằng mẹ nào về nguyên tắc giả định là tất cả của lớp này 30 đứa giả định là như nhau về chất lượng cốt rồi. Giả định như nhau. Cuối cùng khác nhau ở chỗ soft skill. Khác nhau ở cái vỗ là kỹ năng mềm. Thì thuyết trình là kỹ năng mềm, thế là cái đó gì? Tổ chức thông tin slide là kỹ năng mềm, thế là cái gì? Cho nên hôm bữa các thầy cô góp ý khi thuyết trình thế mẹ nào thì giờ sửa lại. Rồi đưa cái đó lên GitHub. Không cần làm lại phiên thuyết trình vì lý do mình đã cập nhật, mình đã hiểu được, mình đã rút ra bài học. Và bây giờ mình sửa lại để mình show cho người ta ngoài kỹ năng cốt thượng thừa. Quá trời công nghệ em chơi, em còn chơi về mặt thuyết trình đấy.
Hiểu chưa? Nên nhớ giùm tao, đi làm là hợp đồng bán thân. Đừng nghi nghe nghĩ theo nghĩa là mại dâm. Đi làm có phải là bán thân không? Giờ tao phải có mặt ở đây tao mới có lương đúng không? Trả lời, tao không đem thân tao đến đây tao ngồi tao nói ở nhà và phát lương em. Đã ngáo vừa vừa thôi. Đúng chưa? Cho nên đi làm là hợp đồng bán thân. Và mày muốn người ta mua cái thân mày với giá cao thì đó là lương, nghĩa là cái đéo gì. Đúng chưa? Cho nên phải thể hiện được năng lực của mình. Ok. Rồi. Cái ghi chú cơ bản đó, cái ảnh cận cảnh nửa người rõ gương mặt nha. Work experience hay là các project là cái nghĩa vậy đấy, kinh nghiệm làm việc đấy. Rồi, nếu mà đi làm thuê bưng bê mà chạy Grab mà có tiền một thời gian dài, khoảng cỡ nửa năm, ghi vào cũng được. Ghi vào luôn nếu có. Đã từng đi bưng bê. Nha. Đã từng đi bưng bê được quyền ghi vào, nhưng mà phải bưng bê một tuần để phụ chạy bàn đám cưới thì cái đó không đủ. Không đủ. Nó phải là công việc mình làm tương đối dài, một thời gian dài, cỡ nửa năm. Bởi vì lý do người ta muốn là nhìn mình ở ốc độ mình có chịu trải nghiệm ngoài cuộc sống, hơn là cái thằng gà chỉ đơn giản là học không thôi. Nên lúc này các hoạt động của đoàn thể, của trường mình, những câu lạc bộ ấy, chúng mình được quyền ghi vào cái phần đó gọi là extra activities, các hoạt động ngoại khóa. Nắm được chưa? Đặc biệt những đứa nào hoạt động câu lạc bộ thì ghi cái đó vào, chứ không phải thừa đâu. Và thằng nào đéo hoạt động thì lúc này biết rồi. À. Ok. Rồi, thông tin trường ghi học trên GPA đó phải có, semester nào nhiều đó. Đấy là điều mà tao dặn dò. Rồi, hãy nhìn, hồi nãy tao có chê cái cách mà mày layout, hãy nhìn. Đây, làm bằng Word nhá. Mình làm bằng Microsoft Word đó. Chờ xíu. Cái kỹ thuật này, đây, hồi nãy cái cách mày làm á, hãy nhìn. Mày làm cái cách ta đang nói mở Microsoft Word nhá. Mình làm bằng Word. Nào. Bây giờ mày nhìn cái thông tin này nó dày đặc vào. Nó dày, các dòng nó bị dày. Hãy nhìn trước cái đã rồi tính. Nào. Thứ nhất. Cái này này. Cái paragraph, kích vào cái này. Bôi đen cái dòng đó, kích vào cái paragraph. Nhìn nè, kích vào cái bụi đen này này. Vô. Chọn chế độ single, single có nghĩa là dòng đơn. Dòng nó không bị có cái khoảng trắng đều. À, khoảng trắng phức tạp. Chọn cho tao ví dụ nếu mày yêu thích số 8 mà chọn cho tao chữ 8PT. Và chỗ này là 8PT. Hãy nhìn. Không check vào cái này. Ấn OK. Đó, nó thưa hơn, nó chính là cái thẻ P phở. Thẻ div chứ không phải xuống hàng một thẻ BR. Thẻ BR nó khốn nạn là nó tách thành một cái dòng. Còn đây là cái khoảng hở một chút xíu, thẻ P phở, thẻ div. Đó, với cái phần khoảng giãn cách giữa các dòng thì cái này nó mới paro, tức là giữa đây cái này éo có một dấu nháy đi vào, dấu nháy này đi xuống luôn. Đó. Cái này gọi là thẻ P phở. Ok chưa? Và làm cái đấy nó phải như thế này, đó. Click vào đây. Cái thẻ P này này, đó. Và sẽ giúp chúng mày điều chỉnh cái dòng. Thường sẽ dùng 8 hoặc 6 là đẹp nhất nhá, 6 là đẹp nhất, tức là khoảng cách không quá thưa và quá gần. 6PT là point. 6PT. Vô. Như vậy thì bạn thấy có cái khoảng cách. Hồi nãy mà cái thông tin cá nhân của chúng mày hay thông tin project chúng mày mà viết dày zip vào không tốt, mà thêm một dòng trắng thì lại càng không paro. Cho nên nó phải là thẻ paper. Ok chưa? Rồi, tiếp tục tao chỉ này. Hãy nhìn. Đây là tặng riêng chúng mày. Chọn menu file. Chọn new. Microsoft Word nha, ta mới đang nói Microsoft Word. Chọn menu file, chọn new. New. Nào, gõ ngay đây vào chữ CV. Enter. Nó đào trên mạng cho mày một đống các mẫu CV. Adobe. Giờ mới biết. Rồi, giả bộ nha. Giả bộ tao thích mẫu CV này, giả bộ thôi. Click chọn. Nhớ nha, gõ chữ CV, new, gõ chữ CV. Giả bộ tôi thích cái CV này, click chưa? Có phải ý bạn muốn lấy cái CV này không? Ok, ấn create, nó download lại cho mày. Rồi, việc mày có lo phần còn lại. Kịp chưa? Nó tự có chữ giáo làng luôn, bởi vì nó lấy máy, thông tin máy của mình. Là cái tên. Ok. Cách cơ bản, tất nhiên có nhiều cái thứ mình có thể sửa. Đúng chưa?
Đã chưa? Ấn cho tao Ctrl P phở. Ctrl P phở. Rồi, nó hỏi in không? Rồi, tao sẽ chọn ở đây. Chọn chữ PDF. Hóa ra được file PDF. Ok chưa? Vô. Print. Rồi, nó hỏi file PDF ở đâu? Em phải nghe kỹ đấy, để tao chỉ cho mày biết cách mày làm. Rồi, giả sử CV, tao ấn save. Rồi. Xong rồi đấy, nha. À, CV đang mở, rồi CV 1. Rồi. Bây giờ tao ra ngoài đĩa cứng. Tao đi tìm cái file CV. Đây, CV 1 chúng mày thấy có cái file PDF. Nhanh chuột 2 lần. Yo. Mở file PDF lên. Hôm nay đã biết cách làm file PDF rồi đúng không? Biết làm file PDF từ file Word. Tại sao phải làm điều này? Vì lý do cái file Word mình dùng những cái phông chữ đã lạ. Nếu mình gửi cái file Word đấy cho người khác thì nó bị lệch phông, nó bị hỏng phông vì phông nó không đi kèm. Cho nên mày để ra PDF thì bên máy của các nhà tuyển dụng nhận y chang như máy mình. Nên nó bắt buộc phải làm file Word. Từ file Word rồi ra file PDF bằng rồi ấn Ctrl P phở để chọn chế độ in là PDF. Và mày có file PDF. Cảm ơn thầy Hoàng. Chưa xong đã vô tay, tao chỉ cần cảm ơn trước đã. Vãi chúng nó. Như vậy lên trên mạng lấy cho tao, gõ cho tao chữ ITCV template docx chẳng hạn để download được về rồi sửa hay làm theo kiểu template mẫu có sẵn trên đây. Rồi bắt đầu ra file PDF. Nghe chưa? Bí quyết đấy. Ok, tuyệt chiêu tiếp theo. Tuyệt chiêu tiếp theo này. Em thấy cái phông chữ bên này nó hay. Nhìn kỹ nha, phông chữ này nó hay. Đây là tuyệt chiêu này. Tuyệt chiêu. Tao muốn lấy phông chữ này đem sang đây. Kẻ gầu màu sắc luôn. Thì kích chuột vào nó. Rồi, ấn vào cái chổi. Cái chổi này là cái phương tiện cực hay để nó copy, định dạng. Click vô cái. Rồi bôi đen sang đây. Đó, mày có màu đen luôn. Chổi quét này người ta gọi là quét định dạng, tức là copy and paste, nhưng chỉ copy định dạng thôi, không copy dòng text. Cho nên bên này mày nghiêng màu tím tím hường. Tao kích chuột vào đây để tao lấy cái định dạng của mày. Kích chuột vào đây này, lấy định dạng. Bập một cái là lấy được định dạng rồi. Dán sang chỗ bôi đen vào, dán rồi. Rồi nó sẽ đổi về cái màu tương ứng, phông chữ tương ứng. Chịu đến đây chưa? Vậy phải dùng kỹ thuật cái chổi để nhân bản nhanh cái định dạng. Định dạng tức là màu sẽ đậm nghiên nhạt. Cái này nó copy cái text. Nghe chưa? Copy định dạng thôi, người ta gọi là kỹ thuật dùng chổi. Ok. Nào, xem thử tiếp, chưa xong. Hôm nay học được nhiều trò của Microsoft Word và chúng nó bắt đầu chúng nó tin rằng thầy Hoàng giỏi tin học văn phòng. Phải cỡ đó. Nào, đây là một đoạn văn tao lấy ở trên mạng, giả bộ nha. Giả bộ đoạn văn tao lấy trên mạng. Đoạn văn để sau cái đêm qua mình đá bóng. Giả sử đoạn văn này tao lấy trên mạng, chứ mày nhìn thử. Copy trên mạng về, không sao cả. Mình sẽ quyết định làm điều sau. Nhìn này. Nếu mình có một đoạn văn ngắn và mình muốn có cái kiểu bullet như thế này, chúng mày làm như sau. Bôi đen cái đoạn văn, bôi đen cái đoạn văn. Sau đó chúng mày chọn cái này cho tao. Đừng chọn gạch ngang, chọn cái này thì nó mới ngầu, nó pro. Chọn gạch ngang không ai cấm. Đừng chọn dấu tích, hay chọn vuông, hay chọn hình bullet. Được chưa? Vô. Thì đoạn văn dưới này nó sẽ được. Đó. Kịp chưa? Và đảm bảo cái chữ này nha, chữ cú nó phải thẳng với chữ T. Còn chữ cú mà nó đẩy ra đây được gọi là soạn thảo sai, không đúng bullet. Bullet là cái hình viên đạn. Ok, chữ B, chữ N, chữ N nam mà nó ra đây, cái là hỏng, hỏng hết. Về mặt logic, nó phải đẩy vào. Tiếp tục, nhìn cái đám này. Nhớ nha, chọn lại nè. Mình sẽ chọn lại ở phía trên này. Rồi, chọn cái này đi. Tích này. Thì đứa biến đổi dấu tích. Ok chưa? Nó hay hơn rất nhiều so với dấu gạch, gạch ngang. Rồi, bạn có những quyền khoảng hở này, hở nhiều hay hở ít thì chọn lại paragraph. Cái này tôi đang để chế độ single. Single là dễ kiểm soát nhất. Ví dụ mình muốn cách nhau
là 10, mình gõ chữ 10 PT, 10 PT. Ok. Và mày thưa nhau đến 10. Đó, nó thưa hơn. Nắm được chưa? Nó phải đẹp cỡ đó. Tiếp tục nhìn này. Click vào tab view cho tao. Click vào cái thanh ruler, ruler là cái thanh thước kẻ. Thanh này giúp để mình kéo văn bản một cách hiệu quả. Click vào thanh ruler. Ok. Click rồi nha. Đó, cái thanh ruler, đây là thanh thước kẻ này. Bạn nhìn kỹ đây này, hai thằng này, bạn thấy rằng cái dấu tích này với cái thằng này nó hơi xa quá. Bạn sẽ làm như sau. Đây, nó có ba cái nút ở chỗ đây để chúng mày nhìn. Nào. Nếu ấn thằng này nha, ấn thằng dưới hình chữ nhật này này thì tao lôi cả đám nó đi. Đó đó, mày chạy sao? Cả đám mày chạy đây. Đó, cỡ vừa với cái lề của giấy để kéo lề đi theo hết. Ok chưa? Tiếp tục. Tao muốn cái khoảng hở này nó ít hơn. Thì tao kéo cái tam giác ở trên này này. Vô. Đó. Đừng vô quá dần gần quá. Đây. Thì lúc này là văn bản nó ăn theo đúng cái thanh ruler này. Kịp bên đây chưa? Mọi người theo kịp chưa? Còn nếu em muốn cái đoạn này nó lui vào bên trong một tí thì ấn chìm đây, kéo cả đám. Đó. Nhưng nó đi hết cả. Đến đây mình hiểu cách chơi với từng miếng nhỏ ở trên này chưa? Để đảm bảo cái layout mình đủ chỗ, đủ rộng cần thiết. Hay căn lề cho nó khéo và cái khoảng hở cho nó khéo luôn. Thì cái này tao gọi là kỹ thuật lấy cái đi chỉnh cái lề. Rồi đoạn dưới giả bộ này, đoạn này mày format giống luôn, cho nên kỳ kích chuột vào đây. Click chuột vào đây. Lấy định dạng và sang home. Ấn format, lấy định dạng của đoạn trên và bôi xuống đoạn dưới. À, ấn chìm chuột trái bôi này, bôi. Đó, mình sẽ có được tất cả đoạn dưới kia là đều có những cái khoảng hở y chang. Hiểu cách quét định dạng chưa? Tất nhiên mình xóa những cái phần nào mình không cần thôi. Như vậy biết cách lấy định dạng, tức là mình đã căn một đoạn cực đẹp, căn một đoạn trên cực đẹp về mặt paragraph, căn khoảng hở, rồi sau đó mình cứ ấn chuột vào đây, ấn chổi và dán chổi xuống dưới. Coi như ta có được hết định dạng, kể cả màu chữ. Kịp chưa? Cảm ơn thầy Hoàng cho phần định dạng văn giải guột. Hôm nay bắt đầu sợ rồi, sợ tao có kỹ năng văn phòng rồi, đúng không? Chơi thế này mới gọi là cảnh giới soạn văn bản. Được chưa? Và cần cho PDF phở để nhìn trước khi ra PDF. Đó, nó kiểu đẹp như thế này này, đại loại vậy. Nắm được chưa? Rồi sau đó mình ấn in, có PDF đẹp như của ai đó. Và đặc biệt nhất là cái tuyệt chiêu là gì? New. Đúng, gõ chữ CV. Hôm nay mới biết đúng không? Về làm đi, về độ lại. Còn cái nào không thấy đẹp ở đây thì lên trên mạng lấy. Lên trên mạng lấy phải vuột nhá. Và về sửa rồi làm PDF. Hiểu chưa? Nếu chúng mày cần căn lề, cái này tao dặn trước. Bởi vì đôi khi mình cần cho nó rộng thì chúng mày làm như sau. Để đảm bảo đủ không gian, do mình cần nhiều chỗ, chọn cho tao cái layout. Đó, cái tab layout, chọn Merchant Orientation này. Nếu cần chữ dài, cần chiều dài thì làm ơn chọn cho tao size là A4 nha. Nếu cần dài thì là A4. Nếu cần hơn bề ngang tí xíu thì gọi là Letter là cái phông, nó giống kiểu A4 nhưng nó rộng hơn A4 một tí, bề ngang. Nhưng lại hẹp chiều dài. Còn A4 là cái tờ giấy mình đi photo ngoài tiệm ấy, thì là chiều dài nó dài hơn một chút xíu so với letter. Nhưng mà chiều ngang thì nó lại hẹp, tức là nó theo kiểu chiều dọc nhiều hơn. Còn letter chiều ngang đều được. Một trong hai thôi. Giả bộ chọn A4. Tiếp theo, mày chọn cho tao cái margin là cái lề. Lề nghĩa là sao? Lề sau cái trang giấy này này. Đây là cái chỗ này gọi là cái lề này. Margin này, đoạn này hở này. Đoạn trên cùng của cái trang giấy chỗ này là hở bao nhiêu, nhiều hay ít này. Cái này gọi là margin. Mày tận dụng cái trang của mình để một trang thôi. Mình cần nhiều thông tin để gõ, cho nên cho cái lề nó hẹp cho tao tí. Cho nên chọn margin. Chọn chế độ custom. Ok chưa? Và chọn chỗ top. Đây, thường thường tôi dùng top 0.5 là nó tràn gần khát tờ giấy A4 luôn. Khi ấn in thì mình được nhiều chỗ hơn. Chứ còn mặc định nó là 1 thì mày bị cắt cái lề giấy trắng bị nhiều, nó hao cái không gian để mình có thể gõ được nhiều text. Nếu mình nghe lời khuyên rằng chỉ trên một trang A4, như vậy 0.5, 0.5, left, right, bottom, 0.5 hết, thì mày được rất nhiều đất để mày vẽ thêm chữ, gõ thêm chữ. Hiểu đến đây chưa? À đâu,
Hóa ra Microsoft Word cũng hay phết. Hay thật mà. Ok. Căn bản hay thôi, học nhiều nữa giỏi mất. Đó. Tao kết thúc phần làm CV, chúng mày chụp hai phần này chưa? Chụp phần phần về. Đây, để dồn lại một cái trang để chúng mày chụp. Đấy, dành cho. Nếu muốn. Nhìn màu thấy yêu đúng không? Đại loại vậy. Ok, seminar này để bỏ từ undo lại nhé. Để nó phải là cái này, chờ xíu. Đây, tao lỡ chỉnh màu, cho nên tao đổi cái này. Trả lại màu cho em. Cô đen cái này, đấy, để trả lại màu. Đó, cái này mới đúng chuẩn. Cách cái này ra thêm một dòng. Đó. Như vậy là có hai cái để khoe. Thứ nhất là khoe cho một dự án cốt thật sự và một dự án kỹ năng mềm của môn học mình muốn sử dụng. Tất nhiên các bạn có quyền thay đổi nhá. Có quyền thay đổi, không cần làm theo tôi không sao. Nhưng nếu bị bối rối giống như hồi nãy tôi chê thì phải tái cấu trúc lại. Không được dùng đại từ nhân xưng là tôi trong cái câu này. This is a website. Không được bây giờ câu dùng this is a website. A web app to. Đó, nó dùng cái kiểu mệnh lệnh cách hoặc là cái câu gọi là phrase trong tiếng Anh. Không được dùng this is a web app. Đéo mẹ cái mục này đang nói về nó rồi còn gì, còn this is làm gì nữa. Hiểu được chưa? A web app to. Tiếng Anh nó phải biết kiểu vậy. Chuẩn IELTS 6 à, hay là Little UK à, nhớ đấy. Thôi, bao nhiêu tuyệt chiêu tao chia sẻ hết rồi chúng mày rồi. Qua tuần bắt đầu mình sẽ đi vào kiến thức sâu. Thì khi đó tao sẽ giảng cái kỹ thuật viết mail nữa. Để hoàn hảo luôn. Phải viết mail chuyên nghiệp nữa. Tuần này kiến thức nó đang đi đến nha. Cho nên không thể nói nhanh được. Mình phải nói xong cái phần